Nam Anh xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 28 tháng 6 năm 2019. Đến với bản tin Hòa Tình Đốn hôm nay gồm có tin phân tích và chương trình Người Việt Thủ Đô. Để mở đầu, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi bài nhận định và phân tích thời sự. Kính thưa quý vị, đến với bản tin nhận định và phân tích thời sự Việt Nam tối nay, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi trích đoạn bài soạn của nhà báo Phạm Trần, đề tài, ôn ào như ông vỡ tổ. Mỗi năm cứ đến tháng 6, ban tuyên giáo Đảng Cộng sản Việt Nam và hội nhà báo lại ôn ào kỷ niệm cái gọi là ngày báo chí cách mạng 21 tháng 6, 1925. Nhưng càng nhắc thì càng thấy cái ngày trơ trạng ấy không giống ai của tờ Thanh niên do Hồ Chí Minh tự chế để tuyên truyền vì vậy nhà văn phạm đình trọng mới viết tờ thanh niên chỉ là tài liệu tuyên truyền những điều sơ đẳng về cách mạng vô sản trong nội bộ tổ chức cộng sản thời manh nha nhỏ bé bất hợp pháp không làm chức năng thông tin về đời sống xã hội của một tờ báo không được in ấn công nghiệp không có thị trường phát hành tờ rơi thanh niên chưa thể gọi là báo tài liệu từ internet Đại tá Quân đội Cộng sản Việt Nam nghỉ hưu Phạm Đình Trọng nhận xét rằng công việc chế tác tờ thanh niên rất thủ công, thô sơ do một mình Nguyễn Ái Quốc thực hiện, viết bài, chép lại bài viết bằng que nhọn trên giấy sáp, lăn mực in ra khoảng 100 tờ, giao tờ rơi thanh niên cho người của tổ chức thanh niên cách mạng đồng chí hội làm việc trên tàu biển chạy tuyến Quảng Châu, Hải Phòng, lén lút đưa về Hải Phòng rồi bí mật chuyển đến các tổ chức cộng sản trong thợ thuyền ở Hải Phòng, ở Mỏ Thang, Hồng Quảng. Sưu tầm của nhà văn Phạm Đình Trọng viết tiếp, tháng 4 năm 1927, quân đội tưởng giới thạch mở chiến dịch tấn công quyết liệt vào lực lượng cộng sản. Nguyễn Ái Quốc phải rời Quảng Châu, lại bắt đầu một thời kỳ lan bạc, đi Vũ Hán, băng qua sa mạc Gobi, sang liên bang Xô Viết, tờ Thanh niên kết thúc ở số 88 năm 1927. Do đó, ông Trọng đã lưu ý những ai trong đảng có tham vọng cầm nhầm hãy tỉnh ngộ. Qua ngày 21 tháng 6 là ngày báo chí Việt Nam thì thảm hại, thì tủi nhục cho nền báo chí Việt Nam quá. Trong khi từ hơn nửa thế kỷ trước, Việt Nam đã có nền công nghiệp báo chí với những tờ báo được xuất bản bằng dây chuyền công nghiệp tạo ra sản phẩm không thể thiếu của đời sống văn hóa đất nước, tạo ra thị trường báo chí trên cả nước. Tờ báo xuất bản bằng dây chuyền công nghiệp sớm nhất là tờ Gia Định Báo ra số đầu tiên ngày 15 tháng 4 năm 1868 và tồn tại tới 44 năm, đã mở ra ngành công nghiệp báo chí. Vì vậy, ngày báo chí Việt Nam đích thực phải là ngày 15 tháng 4. Nhà văn Phạm Đình Trọng, hiện sống ở Sài Gòn, đã tự ý ra khỏi Đảng từ ngày 20 tháng 11 năm 2009. Ông tuyên bố trong thư gửi Đảng cơ sở: "Tôi, Phạm Đình Trọng, nhà văn là đảng viên Cộng sản lớp Hồ Chí Minh từ 19 tháng 5 năm 1970 đến nay, 20 tháng 11 năm 2009, tôi tự thấy Đảng Cộng sản không còn phù hợp." với lý tưởng thẩm mỹ và giá trị nhân văn mà tôi theo đuổi nên tôi tự rút ra khỏi đảng báo đảng mà ngoại đảng lý do bỏ đảng của ông trọng vì đảng không còn phù hợp với lý tưởng thẩm mỹ và giá trị nhân văn cũng phản ảnh bản lĩnh bây giờ của báo chí chỉ biết ưu tiên phục vụ quyền lợi đảng bất kể có phản dân hay hại nước đó là lý do tại sao ông thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam đã xác nhận thông tin trên báo nhân dân luôn bảo đảm tính thời sự tính chiến đấu tính định hướng dư luận xã hội không để xảy ra sai sót về quan điểm đường lối của đảng tiếp tục dòng chủ lưu phát hiện biểu dương người tốt việc tốt điển hình tiên tiến tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các phần tử cơ hội có thế lực thù địch. Ban biên tập xác định về công tác thông tin tuyên truyền, báo nhân dân giữ vực, định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích của báo đảng. Trích diễn văn tại lễ meeting kỷ niệm 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6, 1925, 21 tháng 6, 2019 tại trụ sở Báo Nhân dân Hà Nội. Tài liệu chính thức cũng cho biết số nhà báo được cấp thể phóng viên là 19.166 người, số hội viên hội nhà báo là 23.893 người. Nhưng một bài viết trên báo Nhân văn của ông Thuận Hữu đã phê bình rằng tuy đông về số lượng nhưng phải nói rằng Chất lượng một số báo chí cũng như trình độ nghiệp vụ của một số nhà báo đang có những vấn đề khiến cho dư luận lo ngại. Bên cạnh đó, không thể không kể đến những bất cập trong hoạt động chuyên môn và công tác quản lý tại nhiều cơ quan báo chí đòi hỏi sớm được tháo gỡ theo báo Nhân dân ngày 11 tháng 6 năm 2019. Vậy những hạn chế này là gì? bài viết trên nhân dân trả lời. Các hạn chế này đã được thẳng thắn chỉ ra tại hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ban tuyên giáo từ phối hợp Bộ Thông tin Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức ngày 28 tháng 12 năm 2018 tại Hà Nội. Ló là tình trạng một số báo tạp chí có biểu hiện xa rời tôn chỉ mục đích xa rời thực tiễn đời sống đưa thông tin một chiều không phù hợp với lợi ích của đất nước của nhân dân trái thùng phong mỹ tục một số cơ quan báo chí và phóng viên có biểu hiện trục lợi vi phạm đạo đức nghệ báo lấy là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng sai phạm trong lĩnh vực báo chí có chiều hướng gia tăng làm xói mòn niềm tin và người làm báo và một số cơ quan truyền thông. Báo của cơ quan, các tổ chức đảng được nhà nước nuôi ăn bằng tiền của dân toàn phần hay một phần lớn mà dám xa rời tôn chỉ mục đích, xa rời thực tiễn đời sống, đưa thông tin một chiều không phù hợp với lợi ích của đất nước của nhân dân mà ban tuyên giáo, hội nhà báo và bộ thông tin và truyền thông không làm gì được thì lâm nguy không nhỏ nhưng tại sao lại có tình trạng báo chí xé rào, quay thường lãnh đạo và tự do thông tin theo ý muốn? Hay là họ không còn biết sợ trước những đe dọa các nồi cơm để viết ra sự thật mặt trái của xã hội hay dám công khai hóa che đậy của lợi ích nhóm, của tập quyền lãnh đạo? Và khi báo chí bị lên án đưa tin không phù hợp với lợi ích của đất nước, của nhân dân thì có phải họ đã đi ngược lại với quyền lợi của đảng trong khi thực tế nhân dân đã bị lợi dụng làm bình phong để che giấu xấu xa cho lãnh đạo loạn xạ ngầu dù kịch bản nào tốt hay xấu có tập thể báo chí mệnh danh cách mạng thì họ cũng đã cắt miệng hơi nhiều nên mới loạn xạ ngầu như bấy giờ vì vậy không ngạc nhiên ta thấy tại Hội nghị báo chí toàn quốc ngày 28 tháng 12 2018, Võ Văn Thưởng đã chỉ thị cho Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội nhà báo phải tiếp tục ra soát, chấn chỉnh tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm khắc các sai phạm trong hoạt động báo chí, chấn chỉnh những sơ hở trong tổ chức, quản lý văn phòng đại diện, phóng viên thường trú sử dụng cộng tác viên. Đối với công việc này phải có những biện pháp quyết liệt, hiệu lực hơn nữa, tránh chung chung, trong đó cần nêu cao trách nhiệm của chủ quản và người đứng đầu cơ quan báo chí. Ông Thưởng nói, những hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, lợi dụng nghề báo cao quý để trục lợi một cách bất lương cần phải được ngăn chặn với những biện pháp nghiêm khắc nhất, có chế tài quy định chặt chẽ để những cán bộ báo chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp nhiều lần nghiêm trọng này phải bị tẩy chay, không còn cơ hội len lỏi vào cơ quan báo chí. Lạ chưa? Tại sao có cán bộ báo chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp nhiều lần nghiêm trọng mà vẫn khơi khơi nơi này nơi kia kiếm cơm ngon lành trong khi tình trạng kinh tế của nhiều báo đang phải sống dở, chết dở? Kính thưa quý vị, vừa rồi là trích đoạn bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam ồn ào như ông vỡ tổ do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Nam Anh xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin tạm ngưng trong giây lát. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.